Từ xa xưa, cây tre đã gắn liền với cuộc sống của người dân Việt Nam. Tre là vũ khí đánh giặc, là bờ lũy ngăn quân thù, là cột chống nhà. Giờ đây, tre càng gần gũi với chúng ta hơn khi trở thành những sản phẩm gia dụng gần gũi và hợp thời. Công ty Pintadali là một trong những công ty đầu tiên sử dụng tre làm nguyên liệu để sản xuất đồ nội thất. Sự hòa quyện của hai yếu tố truyền thống và hiện đại đã tạo cho các sản phẩm sản xuất từ tre mang vẻ đẹp độc đáo. Hơn thế, tre có tính ổn định cao, bền chắc hơn thép mềm, lại ít co giãn trong các điều kiện thời tiết thay đổi. Tre còn chịu nước tốt, chịu mài mòn, giữ được độ sáng bóng, chịu được nhiệt độ cao hạn chế bén lửa. Có thể nói, đây là xu hướng hợp thời thay thế cho các đồ nội thất bằng gỗ. Độ bền của các sản phẩm này tương đương với sử dụng gỗ thịt, nhưng giá thành chỉ bằng một nửa. Không chỉ vậy, các mẫu tre còn tạo nên các hoa văn độc đáo, đẹp và lạ mắt. Toàn bộ tre được sử dụng là tre luồng, loại tre bền chắc nổi tiếng, được chế tạo theo dây chuyền công nghệ châu Âu. Ngoài ra, do tre chỉ mất từ 3 đến 5 năm để tái sinh, nên đây là nguồn nguyên liệu thân thiện với môi trường, là sự lựa chọn tối ưu nếu bạn là một người hiện đại quan tâm đến môi trường.